Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22 tháng 9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Từ ngày 22 tháng 9 đến đêm 23 tháng 9, ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-20 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ có vị trí ở vào khoảng 18,5-19,5 độ vĩ Bắc, 110,5-111,5 độ Kinh Đông. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển Hoàng Sa, từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Ở Bãi Huyền Trân đã có gió giật cấp 8, Phú Quý có gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Cà Mau, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời mát, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Trung Du và Đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây. Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.